Sách này, ít này, Từ cà ca này. biết khó đi hạ Trở lại. Cái sao? Muốn đi học sư ba không? Xin thính giả đi 23 chữ. Lily, 什么时候毕业？毕业，稍等，稍等，稍等。毕业，对，23，23的13，听一下。小王，看见小李了吗？经理找他，正在楼下办公室复印资料呢。小李在做什么呢？复印呢？复印是什么意思？复印，国王。复印，你看，复印来好多呢。你把我给读没有不？Rồi. Ừ. 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 Chú ý nghe cho cô nhá. ¿33? Wei, ni hao, qing bang wo zhao yi xia mai ke. Mai ke. 我们这儿没有这个人呢。你那儿不是88764326吗？不是，是4236。对不起，我打错了。麦克的电话号码应该是多少？多，baby。多少？baby，那男的个爱。Thằng quân nghe số là bao nhiêu? Nghe số là 4236. 喂,你好,请帮我找一下麦克。麦克,我们这儿没有这个人呢。你那儿不是88764426吗?不是,是4236。Đối với chị, nó là một số phần mình đi thi gặp phải những cái này cho cô là cố gắng nghe kỹ nhá, nó không khó. Nó chỉ tập trung con nghe thôi là được. Nghe từng số một. Ví dụ như con nghe sự sàn phát là con gạch ngay hai đáp án A và B ngay đúng không? Đó là sự R mà. Con số 5. 大镜，你用它看。哦，看到了，廊坊市。他们在看什么？廊坊市。35。我的家乡在北京的南边，你看，就是这儿。这上面的字太小了，我看不清。这儿有个放大镜，你用它看。哦，看到了，廊坊市。关关，关键的给那只姑娘，在这儿，我的家乡，家乡是什么？家乡，上搞个你那个放大镜，我乱的给我放大镜了，给你。
Kính gì con? Kính phóng to. À, kính phóng to. Đúng không? Thì ở đây nó có cái gì nhỉ? Ở đây có từ trinh sự là cái gì? Điện vi. Nhưng trinh sự cơ, mỗi từ trinh sự thôi. Kính. Không phải kính. Trinh sự không phải kính. Và là kính và là gì nữa nhỉ? Không biết. Cái gương nhá, còn cho cô nhá. Cái kính này thì phải ghi cho rõ là kính thủy tinh chứ không phải là kính mắt. Cái nhãn trinh mới là mắt kính này chưa? Để con nghe ra cái gì nào. Họ在看什么? Xem cái gì con? Trinh sự á, tại sao lại trinh sự lại xem ở cái gì ở trong cái gương cái kính ấy được? Cha xem mà con, cha xem là gì? Cha xem là phụ là bé. Đây này, cha xem này á. Là gì con? Gì đấy? Quê, quê hương. Quê, thế tự dưng lại nhắc đến quê, quê hương thì làm sao nhỉ? Mình sẽ xem quê hương ở đâu nhỉ? Trong gương làm sao nữa? Ở đâu con? Ở đây có những đáp án nào? Có phải trên bức ảnh không? Không. Thế ở đâu? Thế ở ở đâu mà lại... Đúng rồi, thì mới phải mình phải cần cái phan ta trinh ấy đúng không? Dư thay xiểu là thay xiểu là khan bộ tạo. Khan bộ chính chủ. Đúng không? Ờ, 36.三十六，这件衣服怎么穿不进去了？穿不进去了，这个。你写好了。你是不是用热水洗的？用热水洗不是更干净吗？这样的衣服不能用热水洗，应该用凉水洗。男的衣服怎么了？什么意思？三十六，解释给我嘛。这件衣服能用热水洗吗？能用热水洗吗？能吗？能吗？能吗？能不能？能。能。不能，对吧？洗的话就会变小，就会变小，会变小。对，对，不能用热水洗，要用凉水洗的，凉水的地方。凉水是什么？嗯，凉水了。
ngước thì nước凉快的凉。三十九。三十九，你怎么哭了？这本小说里的女孩得病，快要死了。杰克的小说总能让人流泪。你也看过他的小说吗？看过，写得不错。不错。杰克的小说怎么样？这个、简单啊，你写的不错。我哪啥不好呢？上面上面那个我怎么没来牛的姑娘？这是什么意思？兄弟们，念嘛呢？念嘛呢？怎么读？留下，不是，留的，给我多来一个样样。你这是姑娘，也来留的呢。三十九，你怎么哭了？这本小说里的女孩得病，快要死了。杰克的小说总能让人流泪。流泪，你也看过他的小说吗？对，流泪是什么意思？累了，李冠。累了，好了，都吧。对不对？流泪是哪？好的吧。给那个流了的眼。流了仔。仔？仔都没听见了的。听了的。那靠谱。他的小说总让人流泪，就是很感动的，特别感动，真的感动，没关系，感动。你明白吗？是的，我明白。谁能骂你看 ？OK。53、55。怎么了？好了没有？你看这姑娘，真的是，过完了烧你的老菜呢，光在死，但我红菜那么饿了么？我，哪个都是这个了？我，你们那办了是？你得找一个人。不。嗯，咱们这个，我来这里找我。哎，没管好，还干干那个。那个，我媳妇去搞那个那个。哎，我，毕业。Yeah. Không, cái từ đọc cái từ trong bài bài cho cô đó. Nó là gì? Là tốt nghiệp. Không phải, đọc lên cho cô mà. Từ này đọc là gì? Cái gì chào nhỉ? Phải. Phải mà, phải. Phải chào đúng chưa? Phải chào chụp ảnh và chụp ảnh gì thì con sẽ phải cho vào giữa. Thì ở đây chỉ có thể là chụp ảnh tốt nghiệp thôi. Còn câu 55 nó là cấu trúc rồi. A khớ B thì phải là gì đằng sau? Ý? Yang. Rồi, yang. A khớ B yang, được chưa? A khớ B yang. Cố gắng là mấy cái này
làm sao nhỉ, không phải là khó lắm, con tập trung chút xíu nữa là ok. Con xem nào, con này gì mà xanh ba con, 5, 6, 5, 9, 60. Làm lại cho cô xem nào, sơn đan chía. Chạy đi đâu rồi? Đỡ con đâu chết. Lắm à. Đó là si con cá. Này đọc là gì cho con nào? Chắc là ảo. Sao mi sợ? Là thật đúng mức. Vừa đúng vừa vặn vào cái ngày nào đó đúng không? Nên là làm sao 56 sẽ là gì? Cái lễ Noel đấy vừa đúng vào thứ mấy? À, nhớ cái này cho cô nhá. Sau này gặp nó thì rất là dễ dễ nhân kẹo rồi. Chụp phấn khoa. Xem nó hỏ nơ. Thì chỗ này chắc chắn con sẽ phải điền động từ rồi. Cái chậu hoa này để ở đâu? Có mỗi từ nào nhỉ? Từ này con biết không? Đã tra từ điển cho cô chưa? Là chưa. À, thế ghi vào cho cô nào, bãi bày biện đặt để tùy trong ngữ cảnh. Bay Ừ, bày biện hoặc đặt để. Lát nữa mình sẽ đặt câu mấy cái này cho cô nhá, rất rất hay dùng trong câu chữ bả cho cô nhá. Làm dùng chơ. Trong phòng có, tiếng Việt của mình dịch sẽ là nó nói là có, nhưng tiếng Trung sẽ dùng cái này, phán xét lý bãi chợ. Bãi chợ dùng chơi cho cô nhá. Chưa, Một cái giường con là gì cơ, đã viết là chú, cái nó cô đang làm một hay cô đang làm hai hay cô đang làm ba? nào, làm lại cho cô nào. Nhớ nhá, cô gợi ý rồi nhá. Con đến Trung Quốc bằng phương tiện gì? Con đi cái gì đến Trung Quốc? Bye bye. Bye Cái này là gì? Đi cái gì đây? bye. Là đi đi Trung Quốc bằng thuyền à? À đúng rồi. Thế làm sao? Mình sẽ nói nào là tôi đi thuyền đến Trung Quốc. Tôi đã đi thuyền đến Trung Quốc, sư tử, hành động nhấn mạnh. Chuột lái Trung Quốc Của sư, cô ghi bên dưới rồi, của sư tour. xoán Nói lại nhanh, của sư tour chuán.
那来，的，来中国的。我是坐船来中国的。nếu như con phải tách cho cô nhá, sư tạo nhá, cái thành phần con muốn nói con chan vào giữa cho cô nhá. Nhớ sư tạo này chưa? Bây giờ con thay thế cho cô nào. Con đi đâu rồi nhỉ? Con đi Mỹ, à con đi nước nào nhỉ? Con đi nước nào rồi? Đi Ấn Độ đúng không? Không, Con đi máy bay đi Ấn Độ. con đâu Nên là lần đấy con đi cái gì nhỉ? Con cũng quên rồi. Thôi con đi nước nào thì con nói thế, con đi máy bay đi nước nào đấy? có đi Ấn Độ đâu. Con đã đi đi châu Âu nè, Úc nè, và Thái À đi Úc. Ừ đấy, thì con chỉ cần con nói một nước thôi cho cô thôi. Ủa sư gọi sư du phi chi gọi Chi truy Thái Thái Quốc gì nữa, phải có cái gì đây, phải có cái này cho cô nhá, bởi vì con đã đi rồi. Trong cái cấu trúc này mà cho cô này, sư con có thể làm sao nhỉ? Con có thể không có, không cần, nhưng tơ là con bắt buộc con phải cần. ngữ phá cấu trúc là gì? Cấu trúc á, cấu trúc là đây, chủ ngữ này, ở trong này sẽ là gì? Nhấn mạnh nơi chốn này. Nơi chốn này, thời gian này. Mục đích. Lát cô mỗi cái cô đặt câu cho nhá. Phương thức thực hiện hành động. Phương thức. Xong rồi là cộng với động từ. Xong cộng với tơ. Có tân ngữ thì cho tân ngữ đây cũng được. Phương thức là gì đây? Của sư坐飞机去泰国的。Đây là phương thức nhá, con đi đâu nhỉ? Con đi Thái Lan. Thái bằng phương tiện là máy bay. Còn Phú cái chỗ này không phải. Chú con biết con thì thấy rồi. Cô đánh cô chọn nhầm chữ. Xong làm sao nhỉ? Nơi trốn, nơi trốn, nơi trốn. Con mua cái này ở đâu? Ví dụ cái bộ cờ con trước con nghe thấy con bảo là cái gì mà con có bộ cờ gì đấy? Cái gì? Cái gì mà con có bộ cờ gì đấy? Bộ cờ con mua từ đâu đấy? Từ Mỹ đấy. Nhưng cô thời gian sự chia nhân Hả? như vậy. Không phải của đó, bởi vì cái này nó là bộ cờ nên thôi, con chỉ cần con không cần chủ ngữ cho cô cũng được này. Mua ở Mỹ con nói nào, sai. Bị cua Mãi. mày Mãi gì? Mãi. Mãi ta. Còn tao nếu con muốn mà con muốn cho cái tân ngữ, cái chủ ngữ vào đây thì con phải nói rõ là chưa phù. không biết à. À. Chưa cờ hay cái gì đó, sư sai mày cố mãi tợ. Nơi trốn đúng không? Cái này là nơi trốn cho cô. Thời gian nào, mua từ bao giờ con? Số mơ số mãi tợ. Số mơ số mãi tợ. Số mơ số mãi tợ thay thế cho cô. Số mơ số mãi tợ. Sao mà sư hào hô vậy? Chúa thiên Đúng rồi, con trả lời ngắn như thế thôi nhưng con trả lời đầy đủ cho cô để mình làm sao nhỉ? Mình đang luyện cấu trúc mà. Số thiên. Cấu trúc nhanh, đầy đủ ra cho cô, số thiên. Số thiên sao? thiên quá mẹ ta. Số thiên mãi tợ, đúng chưa? Đúng chưa? Nơi trốn thì con phải có tự ở, bởi vì mua ở đâu mà. Còn thời gian thì con chỉ thay thế cái thời gian mà thôi. Số thêm mãi đó. Mục đích hả? Mục đích cô xem nào.
Con đi Thái làm gì con? Thế Mục đích con đi Thái là để làm gì? thi toán. Con thi toán thì làm sao con sẽ nói là của sư cái gì? Của sư. Con là đi thi thôi, của sư truy làm sao? Thi. Bị thi đấu nhá, không phải thi cử nhá, thi đấu. Bị sai. Xong gì nữa, cái gì cuối câu? Cái gì cuối câu? Cái gì cuối câu? Bị sai hai của Cái gì cuối câu? Cuối thúc á. Hả? Ngồi sư chi bị sai đó. Nhanh, nhìn cấu trúc. Peace. Done. Cấu trúc đâu? Cấu trúc đâu con? Còn từ gì cuối nữa? Sai. Sai. Từ gì cuối câu? Có từ gì cuối câu nữa? Từ từ đi Từ gì cuối câu nữa? ủa à ở Và sư chưa bị sai thì tập trung nhanh. Cái gì? bị sai Cuối câu. tờ Không có tơ là sai nhất của nó rồi, phải có tơ, còn cái này sư không có cũng được. Nhớ chưa? Hành động này đã xảy ra chưa? Đó. Hành động này đã xảy ra hết rồi cô nhá. Tất cả đều đã xảy ra trong quá khứ nên phải có tơ. Rồi cô 72 cô xem nào. Nhanh lên 72. Em bận cái gì đấy? Con muốn làm gấp ca ca không? Yeah, Bảy hai nào. siêu đối siêu quản lý giờ suy tua Dấu xỉ tua, con lại quên cái này rồi, xỉ tua. suy tua Rồi, 73 nào, xin săn. bảy ba là cơ cửa ti tì đâu sĩ hoa đơn vì dẫu Ok, 74. dẫu giống Ghi hai cái này về cho cô nhá. Cái này cô thấy con ghi ở đây là con cần lưu ý đây đúng không? Từ bài cô nói rồi, từ chỉ này. Chen. Chen chúc. Hoặc có thể là như nào nhỉ? Dịch như nào giờ đông.
Bây giờ chỉ cần đông, người rất là đông, rất hấn chỉ, người rất là đông. Quảng bua là phát thanh. Xin quảng bua. Phát thanh thôi, cái loa khi mà chả như là con đi ra sân bay hay là siêu thị ấy, khi người ta phát thanh phát lên trên ấy, người ta tìm người tìm đồ vật như thế nào đó ấy, thì chính là quảng bua, nhớ chưa? Quảng bua. Cầm á. Chứ cầu bất tổng. Cô không hiểu đoạn này rồi con. Ok. Tiếp lần năm cô xem nào. Tập trung nhá. Chính nghĩ chia sau cái gần nỉ tờ thúng xuế. Con sẽ giới thiệu ai nào. Đúng không? Con tự nghĩ là một bạn đấy không có thật được. Con thích nói thì con nói nhưng mà phải hợp với nội dung trong bài. Không là nói đi xa quá. Đầu tiên con sẽ nói cái gì? Xem phần gợi ý của xem nào. Con xem là bạn học đại học nhá. Nhưng đại học thì do các anh chị thôi. Còn bây giờ con sẽ là bạn tiểu học. Dáng người, cái bài này học hết chưa? Mô tả về một người nào học hết chưa? Cơ chữ. Cao cao đó. Yeah, trên mắt con cho là nhỏ đâu, mắt to cũng được. Không cái gì nữa. Được. Con có thể làm sao? Gầy hay là chật đúng không? À, đúng rồi, chật. Gầy hay là béo? Đúng không? Sao ra đây? Nói sơ qua về bạn ấy học có giỏi hay không? Bạn ấy sở thích của bạn là cái gì? Bạn thích chơi đá bóng hay bạn thích chơi môn thể thao nào? Đúng chưa? Chào. Lúc bạn ấy cười thì rất là đáng yêu. Và tôi rất thích chơi với bạn ấy. Thử nói qua nghe cho cô nào. Đổi nào, thay đổi nào. Con thay đổi nào. Con cho tên bạn nào cũng được nào. Không cần phải tên này nào. Tiểu Vương hay tiểu gì hay cái gì nào. Thậm chí là con nói tên con cũng được. Con tả về con cũng được. Đúng không? Con tả về con cũng được. Chi san sư của tờ học yêu. Nháp nháp đi để tí nữa thi đấy, tí mình nói đấy. Dáng người làm sao? Cao cao tờ, sâu sâu tờ.眼睛大大的，皮肤da làm sao? Da trắng. Con có thể nói về chút tính cách Này được hả? cái này Con có thể nói một chút xíu về tính cách được. Tính cách là mình học một số tính cách ở đây, rất thích giúp người này. nè. Cô chẳng nhìn ra chữ gì cả. Đây nè. Đây nè. Là chữ gì? Đây. Đây. Đây là Cái này là mô phỏng. chữ gì? Đi. Cái trong phần này thì mình có thể hiểu là đề thi thử cho cô. Múa nỉ là mô phỏng nhưng lúc này mình sẽ hiểu là đề thi thử. Múa nỉ sự thí, múa nỉ. Bố đi sư Có nghĩa là cái đề thi thử, đúng chưa? Tiếng Việt của mình đề thi thử, còn ở đây là họ mô phỏng như đề thi thật. Múa nỉ là như vậy. Cứ toàn hỏi cái ngoài thôi. Lát nữa cho con tự nói nhá, cô gợi ý thế rồi nhá. Con thích đi xe gì, đi học hay là đi làm? Bởi vì là người ta hỏi cho có người đi làm rồi, có người vẫn đang đi học. Và vì sao? Ở đây thì văn mẫu là cho là gì đây? Thích đi xe buýt. Do là cách nhà không xa. Còn con có thể làm sao? Con nói đi bộ cũng được. Hoặc là mẹ chở đi thì đi xe máy. Nhưng mà phải nói rõ là mẹ chở con đi. Do nhà không xa lắm đúng không? Sao làm sao?
Cô thường không tắc đường, đi 5 phút thì đi mấy phút là tới. Mỗi ngày mấy giờ con đi học? Không, mấy giờ mẹ đến đón? Con chờ 3 phút nhá. Xong tí mình thi nhá, nhớ chưa? Hả ma? Viết đi nhá, không phải là nghịch kinh hoàng cho cô đâu. Ok, bắt đầu nhá. Đúng à. Hai mấy hảo đây bà. Ok. Hello.句号是多少？叫什么名字？你叫什么名字？
我天生的就像你。你是哪国人？我是越南人的。你的序号是多少？我的序号是七零零七七。好，现在开始第一到十五题，每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第一题。一，这是我第一次来中国。这是我第一次来中国。二，电影十二点开始。十二点开始，那我这个刚丢什么狗还没烧，用那个双的，那个探烤。còn có cho mấy phút rồi mãi hôm sau nào đang thi giờ con không con đừng lấy hết nha con chỉ lấy ý một số cái thôi bởi cô gợi ý cho là gì là con đi bộ hoặc là mẹ chở con đi thôi con 26 sáu á thì con đọc lên con sửa luôn cho太可惜。好了没有？都三个还没扫了。对，还摆了，那么打乱乱这个呢？我打乱了，我扫乱着呢。快点！有电了的。这个打不开，扫得来。欢迎，欢迎你到是我的小学同学，他哥子一。高个子了吗？一点高，眼睛有点高，有点。nhưng mà ai nói là hơi cao như thế, khá là cao chứ ai nói hơi cao? Ta个子高高的，một là con lấy cái này, hai là bị treo cao nhá, không dùng yếu điểm nhá. Tại sao? Cái đấy là không hài lòng, tại sao lại dùng như thế? Hơi to, hơi chặt, hơi nhỏ, hơi gầy chứ sao lại hơi cao?他眼睛一点大，有点大。给来一点，rồi không一点。点，
Yếu tiện. Con lấy theo cái này cho cô. Đây là cấu trúc tả người. Không nhầm cho cô nữa. A đỡ. Con sẽ lặp lại. Một là cao cao đỡ. Hai là ái ải đỡ. Nhớ chưa? Còn nếu con muốn dùng hơi thì con phải dùng dấu tiễn. Con không được y tiễn. Không ai dùng y tiễn cả. Y tiễn cộng với danh từ cơ mà. Ghi vào. Rồi là mấy không? Đây, đợi xin. Ê, đợi, đợi xin, đợi xin. Ê, đợi xíu để ông chát. Cách tả người cô qua một docs đi. Đợi xí cô qua quật đi để con chát. Đợi.
好了没有？八万。OK 了，OK 了，不看这个了。thế là làm sao nhỉ, con gợi ý con làm theo cô xem nào, cô bảo cô nào thì con làm theo như thế nào. Hảo ma thôi nhá, không ấy nữa nhá, làm cái này cho cô xem nào. Cái này để có gì cô gửi cái đề bằng tiếng Việt sang cho mẹ con trước, không phải là để mẹ bảo con là tập trung làm. Thôi làm cái này đi nào, nghe tiếp nào. Thôi không biết nữa, tí nó tự thi sau nhìn.三，我在去火车站的路上。我在火车站的路上，我在这里去。去火车站的路上，的路上。哦，一tập trung tập trung, không làm mấy cái ngoài nữa, tập trung để là được cái điểm này luôn nè. 四。我的孩子爱唱歌。我的孩子爱唱歌，你五，我来北京哦，你已都经5年了。我来北京已经5年了，六，他穿了一件红衣服。他穿了一件红衣服，七，学校离这儿很远。学校。学校离这，离这很远的，是，我买一张火车票。我không tập trung là con không nói được con nữa, không làm việc riêng cho con nữa. Của mày. Ủa mà. 九，Hết rồi.他都有85公斤了。他这都有85公斤了，十，
我已经准备好了。我已经准备好了。十一，我要学汉语。我要学汉语。我呀，十二，我不会写汉字。我不会写汉字，会。十三，这本书是他的。这本书是他的。十四，我的手表不走了。我的手表不走了，走了。十五，他还在看电视。他还在看电视。好，现在开始第十六到二十五题。每题你会听到一个问题，请在第一声后回答这个问题。现在开始第十六题。十六，你有中国朋友吗？我没有中国朋友。十七，你家有几口人？我家有三口人。十八，你喜欢打篮球吗？我喜欢打篮球。十九，你们家谁最高？我们家，爸爸最高。二十，你念第二个呢？喜欢什么样的天气？二十，你喜欢什么样的天气？我喜欢晴天。我喜二十一，今天几号？今天呢？二十二，今天星期一吗？今天不是星期一，今天是星期一。二十三，明天是几月几号？一月一。
是，我不是七月，二十四，六月差不多六你，号。nói rồi con không chen vào giọng người ta nữa, mình đã không kịp rồi thôi, mình mất cô đấy hiểu chưa? Còn họ đã nói câu mới rồi mà con nói chèn như thế làm sao con nghe được câu của người ta đúng không? Thành ra mình mất cả hai câu đấy nhá. Nghe lại nào.二十三，明天是几月几号？Gợi tí. Minh thiên sư liêu hào à二十四，你游泳怎么样？我游泳很好，我谢雨。二十五，你的生日是几月几号？一，我的生日是1月10号。好，现在开始准备第26到27题。可以在试卷上写提纲，准备时间为7分钟。准备时间结束，现在开始回答第26题。trở lại đi con. Cô y ta sư của tộc trẻ suế thống suế ta cơ chỉ có y tiền cao yàn chi Lại yếu tiền. yếu tiền Cô nói yếu tiền đâu, không nói yếu tiền. có cao tờ yàn chi y tiền ta Lại ít tiền rồi. yếu tiền ta hai yếu tiền Lại yếu tiền rồi, bỏ yếu tiền đi. Ta ta đợi. ta thấy hát vì hơi vì chứng chi suy ra là cao tha hoa suy hãy khởi ta sư tha sư suy hứa vô lý bố thai hạ ảo suy第26题结束，现在开始回答第27题。27，我喜欢坐摩托车去上学，谁？因为它方便呢。摩托车，được không? Gì nữa con?
Nhà sao? Nhà cách trường rất là gần. Mẹ chở con đi. Mama, tai của tao xuống xe. Tao学校的，每天都是妈妈带我去学校。我家离学校很早，很，离学校很近，对，离学校很近。那我转了咋了？离先买一挺5分了，对。骑骑摩摩托托车，骑那骑付了得，骑5分钟就到了，只要5分钟就就到到了。了。同学，你光nói như thế con đã được 3 câu rồi. Đầu tiên là con thích đi cái gì, mẹ con chở con đến nhà rất là gần, mỗi lần làm sao đi chỉ mất có 5 phút thôi, thế là được điểm rồi, dễ không? Có ý linh tinh gì nữa nhá, làm thêm đề tiếp vô xem nào. Chưa sao ý chẳng nỉ tầm mama nghe dễ quá nào, giới thiệu về mẹ của mình nhanh. Vẫn là cái bài giới thiệu đấy, vẫn là giới thiệu về một người nào đó, chiều cao, dáng, tính cách, sở thích của mẹ. Làm đi, câu đầu con sẽ nói nào. Tuổi của mẹ này,身体này, về sức khỏe này, có thể là dáng người các thứ đúng không, và thường hay du lịch đây này, rất là hay luôn. Mẹ làm sao đưa con đi khắp thế giới luôn này. Yêu con mà. Các má. Hãy like. Đấy, con thường xuyên là mẹ thường xuyên dẫn con đi du lịch đi khắp thế giới này. Đi rất nhiều đất gì nhỉ, quốc gia rồi, xong rồi là tính cách của mẹ. Xong rồi con kết là con làm sao nhỉ? Con rất yêu mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Làm nhanh nhá. Đề, phần đề sau con nhìn này, phần sau là trước đó là nhắc đến công việc của giáo viên, còn phần bài này là công việc của bác sĩ. Y sinh, chưa có công việc, làm sao? Y sinh, bác sĩ, nhận xét về cái công việc này. Thì bác sĩ chắc chắn là công việc rất là ok đúng không? Hãy
3 phút nữa nhá con nhá. Nhanh lên còn cái đề kia nữa. Bài kia nữa. Tổng phần bác sĩ có ra không? Y xong suy y nó cũng chưa chia 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 hận đủ mỗi nhà thư y xong hận hận xin cụ của tập ba bà chiêu sư y miếng y xong Ha mày theo với cha với hớ chết quản quản khởi sư tha lái đi tha giọng sư hận khai xin Nhất là con nó sẽ lấy ý là sao? Đầu tiên, câu đầu tiên chắc chắn con giữ câu này là công việc rất là tốt, rất là ok đúng không? Kiếm được nhiều tiền nhưng làm bác sĩ cũng rất là vất vả. Thì con không có cần cái câu là bố tôi là nữa. Mà làm sao nhỉ? Bác sĩ thì thường về nhà rất là bận, à rất là muộn. Công việc rất là bận, về nhà rất là muộn. Đúng chưa? chị Ông quan có thể nói làm sao? Một lỡ ước mơ của con, hai lỡ ước mơ của một bạn của con chẳng hạn, con có một bạn học, bạn đấy làm sao hy vọng là lớn lên sẽ được làm bác sĩ. Si vọng gì mà chẳng tay khâu khoai tang y sinh. Cô lệnh cho 2 phút nhá, để tí trả bài nhá, tí làm cái đề này nhá. Chị bà bị
好了，朱熹莫尼，朱熹莫尼，罗尼，罗罗，那么。是哪国人？回答。我是越南人，你的序号是多少？我的岁号是70077，现在开始第1到15题。每题你会听到一个句子，请在第一声后重复这个句子。现在开始第1题。一，再过5分钟就6点了。再过5分钟就6点了。把中国过完了，我你的老哥不安不二，中。他的汉语比我好。他的汉语比我好。三，我跑得很快。我跑得很快。四，我能在这儿住1星期。我能在这住1星期。五。不要在床上吃东西。不要在床上吃东西。六，今天真是太忙了。今天真是太忙了。七，请和我一起唱。请和我一起唱唱。八，我早上8点上班。早上8点上班。九，这个地方我没来过。这个地方我
没来过。十，今天可能要下雨。今天可能要下雨。十一，我对他说了这件事。我对他说了一件事，说了这件事。十二，中午一起吃饭吧。中午一起吃饭呢。十三，这儿不能踢足球。这儿不能踢足球。十四，他们这次又得了第一。他们这得了第一，这又得了一，得了一第一，这次又得了第一。十五，他们打算开车去。他们打算开车去。好，现在开始第十六到二十五题。每题你会听到一个问题，请在第一声后回答这个问题。现在开始第十六题。十六，你喜欢哪个杯子？我喜欢红色的那个，白色的那个。十七，你会骑自行车吗？我会骑自行车。十八，你喜欢运动吗？我不喜欢运动。十九，今天早上你吃了什么？今天早上吃了米。面条。你喜欢喝茶吗？我喜欢喝茶。二十一，你明天要去哪儿？我明天要去，要去上，学校。二十二，明天我们去看电影，怎么样？这不巧，今天的有个朋友。又来看我。二十三，你喜欢什么运动？我喜欢的，我不喜欢运动。二十四，你游泳游得怎么样？
我游泳游得很好。25，你明天什么时候考试？我明天不考试。耶！好，现在开始准备第26到27题。准备时间结束，现在开始回答第26题。26，我俩命。26。妈妈。我妈妈今年呢35岁，身体很大，但是不喜欢去旅行的旅游。妈妈，行的还可以，但是她经常发脾气，但是在做很好。还有吗？我刚刚1个粉丢了胶的哦。妈妈，很不喜欢旅行的。他们俩咱咱逛的rất là nhiều nước trên thế giới. Mà làm sao? Mẹ mẹ nhưng cũng là nó Tay lại của. mẹ ta hận tua Tay của. Chuyên là hẳn tố của cha. ừ chưa Chuyên của yếu cơ ý. Chuyên của. Hẳn tố. Của cha. Đi 26题结束。Xong. 现在开始回答第27题。27 nào, con làm câu 27 luôn, con xem nào. 3 câu thôi là được rồi. Đầu tiên là thích nào, thích công việc này nào. Công việc này rất tốt nào. Đi sang cho cái công chua hấn. Không phải khó, khó tính sau con cái tốt đã. Rất là tốt. Đi sang cho cái công chua hấn. Đi sang cho cái công chua hấn hảo. Nữa. Kiếm được rất nhiều tiền. Tiền hận tua,不要，À.不过，赚很多钱。不不，过呢，他很辛苦。辛苦，不，summer。那得个没2câu thôi, thêm 1câu nữa cho cô. Xong rồi thì rất là bận và thường xuyên về nhà, thường làm sao về nhà rất là muộn hoặc là tan làm ấy. Y sang回家很晚呢，可Đồ是cũng được nhưng mà那sao không, khả sư thôi, cái này thôi, cái này là người ta nói một nhân vật nào đó thì mình cho vào, mình không nói bố, không nói ai kể thôi. Có nghĩa là gì? Y sang chưa có công việc hầm máng, hận làm mà. sao mấy天làm sao rất muộn mới好，tan,考试现在mới结tan ca,束，谢谢。很晚才，很晚才才的，没事才啊。回家，他家。啊，才回家的话，才的về tan làm chứ không phải về nhà con. Tan làm. Hỏi bạn trái. Bây giờ bạn yêu mà trẻ Nốt hai cái này đi, nốt cái này đi. Hỏi bạn trái thì tan làm. sẽ hủy cha Tan làm cơ mà. Hỏi bạn trái. Chà. cha ban Xa ban, thấy bạn trái xa ban. Tôi bảo. Ok. Họ xem chưa? Xem.